Mừng Sơn xin chào tất cả quý vị các bạn. Từ hồi mày nhận cái món quà khủng này cho tới bây giờ là đã hơn một tháng rồi ha. Có rất là nhiều bạn hào hứng cùng với Vân Sơn đón nhận món quà này để làm gì? Để cùng với Vân Sơn chúng ta đi khám phá nước Mỹ. Biết rồi đúng không? Tình hình nước Mỹ bây giờ nó tùm lum tà la, nó lộn xộn. Đang đợi coi khi nào nó ổn định chút xíu để mình đi chơi cho nó vui. Nhưng mà đợi hoài không thấy nó vui. À, đợi hoài không thấy nó vui. Hơn nữa, ở nhà với vợ hoài 10 tháng rồi. Trời ơi, nó stress lắm, nó kinh khủng lắm. Muốn đi ra ngoài để tìm cái không khí nó mới lạ chút xíu. Quần Sơn muốn lắm đó. Bây giờ đã là tháng 11 rồi. Ha, sắp tới Thanksgiving rồi. Ha, Thanksgiving năm nay là coi như là thua nè. Noel tới Tây nè, coi như là hẻo luôn nè. Rồi kể cả chắc Tết Việt Nam mình cũng vậy ha. Chứ tình hình này thì thấy nó xong rồi. Mà nằm ở nhà là 10 tháng, từ hồi đầu dịch cho tới bây giờ là 10 tháng rồi, chịu hết nổi rồi. Nó thành ra quyết định là sẽ cùng với bà xã, hai vợ chồng sẽ đi cái chuyến này ngắn ngày thôi cũng được, đi ra ngoài một chuyến cho nó thoải mái. Với lại hơn nữa đó, trong vòng một tháng vừa qua đó thì cũng có cái may mắn là có thời gian để Vân Sơn chuẩn bị lại chiếc xe cộ rồi cho nó đàng hoàng ha, tất cả những cái gì mà cần thiết mua sắm cho cái xe, và Vân Sơn có nói bà xã là mua tất cả những cái gì mà em cảm thấy cần thiết trong cái chuyến đi của mình đó. Tại vì mình đi đâu, mình đi trong cái mùa này đó là mình sẽ, thứ nhất là mình không có ghé khách sạn nè ha, mình không có ghé nhà hàng nè, mình không có ghé chợ, hoặc là những nơi mà không cần thiết là mình không cần ghé. Bà xã Vân Sơn chuẩn bị thì thấy bà chuẩn bị lâu quá, Vân Sơn có hỏi bà là sao có xe không, bà chuẩn bị gì lâu vậy? Bà xã nói không phải cái xe anh ơi, cái này là cái nhà thu nhỏ đó, thành ra nó có phòng khách nè, phòng ăn nè, phòng ngủ nè, nhà bếp nè, có phòng phòng tắm nè, tất cả mọi thứ phải mua sắm cho đầy đủ. Và mua sắm nó còn khó hơn nữa là bởi vì sao? Bởi vì cái nhà thu nhỏ mà, thành ra mua tất cả những cái dụng cụ gì cho nó phải phù hợp, chứ không phải là mình thích gì mua đó để trưng trong nhà được. À, và đặc biệt là lần đầu tiên đi một cái chuyến trên xe AV, thành ra không biết cần phải chuẩn bị cái gì. Thà Vân Sơn có nói với bà thì thôi em chuẩn bị đi, thà dư còn hơn thiếu. Thành ra mời quý vị cùng với Vân Sơn đi xem coi cái sự chuẩn bị của bà xã Vân Sơn cho cái chuyến xe này như thế nào. Đây là khu vực bếp ha, ngon lành đàng hoàng. Đây cà phê đủ loại, cái này là hiểu ý nè. Sáng là phải có cà phê, sáng là Vân Sơn không có cà phê là không làm gì được hết trơn á. Cà phê nè, rồi trà nữa đó, ngon lành đó, tất cả mọi thứ ngon lành ha. Bên này cái gì đây đó, bên này là rượu. Một số những cái rượu vang trắng, vang đỏ, rồi những cái rượu pha đồ nằm bên này được. Ok, cũng này là gì đây, trời ơi nguyên cái tủ sát trùng. Nào là nước rửa tay nè, rồi găng tay nè ha, rồi trời đất ơi, cái này là nhìn thấy là khủng hoảng nhất nè. Hồi xưa đó là bay qua bên châu Á đó mới gặp những người bên châu Á mình mang những cái này, mang để chống bụi, mang để chống virus, thí dụ như vậy. Nhưng mà bây giờ hả, khắp thế giới ai cũng phải mang nó ha, từ nhỏ cho tới lớn, từ trong ra ngoài, tất cả mọi người đều mang hết. Nhiều khi Vân Sơn nghĩ cái này là ông trời ông phạt nè, ông trời ông phạt. Tại vì sao biết không? Tại vì nói nhiều quá, ông bắt ngang bịt miệng lại cho bớt nói đi, vậy mà có nhiều người mang vô cũng nói nhiều như thường. Biết ai không? Bà xã tôi. Bà mang ở trong cái ngoài cái, mà bà nói không có thiếu một chữ. Hồi xưa nói bao nhiêu giờ nói bấy nhiêu, không có thiếu chữ nào hết trơn. Cái này là hiện nay bây giờ là giống như fashion luôn vậy đó ha. Có nhiều người á là mặc áo Versace ha, cái mang ở trên cái chữ Versace. Mặc cái đồ Chanel cái mang cái chữ Chanel. Trời ơi, cái này mà phát sinh cái gì không biết nữa. Khổ quá luôn. Trời ơi, bánh mì, bánh ngọt. Trời ơi, con ba nhét nè. Tắc cô.
Tại vì nói với bà đó là đợt này đi không có ghé nhà hàng nha, không có ghé đi chợ nha, đi là mình đi tham quan cảnh đẹp và mình nấu nướng ngay trên xe luôn. Thành ra bà nhét nè. Trời ơi, bà nhét nè. Dao cổ, tất cả mọi thứ, đồ khui, hộp quẹt. Được, ổn. Trời ơi. Trời ơi, đủ thứ hết trơn, trời ơi. À, đây là cái tủ gia vị. Đây tủ gia vị nè, tiêu nè. Nè, đây nè. Tương ớt nè. À, cái gì nữa? Bột nổi. Là bánh mì. À, bột bánh mì nè, bột nè, bột bánh mì nè. Wasabi. Cái này là tính ăn cá sống hay gì đây nè ha. Không có thiếu cái gì trơn á. Nè. Cái này là gia vị để mình có thể mình nấu bún riêu rồi được luôn nữa nè. Trời ơi, nó cốt dưa. Úi trời ơi, hết hồn luôn. Ghi không? Dao. Trời ơi trời, mới đem trao được nữa trời ơi. Chết tôi rồi. Đồ hộp, cá, sữa, sữa đặc ha. Cá mồi tất cả mọi thứ ở đây. Ướt quá, ok. À, ly, ly, tách, muỗng, dĩa, mật ong, mì gói, đầy đủ hết trơn. Cái gì hôm nay? À, bún, bún khô, bún khô. Trời ơi. Việt Nam nè, bánh tráng nè ha. Này đi làm bánh tráng đâu sắm được cuốn ngon ha. Rồi không có thiếu gì trơn trời. Nuôi. Có bột bánh khọt nữa. Trời ơi, tính đổ bánh khọt lên xe thì sao trời. Quá trời một đất. Gì vậy đây? Ây da. Bột nêm nè. Gạo nè. Nếp nè. Bột làm bánh nè. À, nước tương, nước mắm. Trời ơi, tôi nói không có thiếu cái thứ gì hết trơn bà con ơi. Quá trời đất nè, đầy đủ hết trơn. Cái này một tháng sống trên xe còn không có sợ đói. Hồi nãy là đồ khô thôi, bây giờ bắt đầu đồ đông lạnh ha. Với lại cái tủ mát, coi bà để gì trong này. Trời ơi. Bà nhét đèn chống cái tủ lạnh luôn. Má ơi. Cái gì đây? À, bên đây là nước nè ha. Lại mấy cái đồ mà để ăn salad nè. Còn đây gì đây? Mì. Mì tươi, mì tươi nè. Bánh phở. Bánh bột lọc. Trời ơi trời. Mì Hàn Quốc. Không có thiếu cái gì hết trơn vậy. Hèn chi bả làm lâu quá trời quá đất luôn. Kim chi nè, rau cải nè, trứng nè, lạp xưởng nè, trời ơi ớt beo nè, bơ chi, hem, đầy đủ không còn thiếu cái gì hết trơn, không có thiếu cái gì hết trơn á ha. Quá trời đất ở trên là nho nè, rồi trái cây nè, chanh. Quá trời ơi, cà nè. Ui trời, hèn chi mới làm lâu. Quá trời của đất luôn. Tủ đông là gì đây? Ui cha, cái này tôi khoái nè. Ice cream ha. Hai hũ luôn, hai hũ bự luôn ice cream được. Cà phê sữa pha sẵn. Đó. À, cá nè, tôm nè, thịt heo nè, thịt bò nè. Kích đủ rồi. Ơi bên này còn nữa nè. Đuôi bò nè. Xúc xích nè. Ha. Thôi như là kích rồi. Ok. Bếp núc, đồ ăn, nước uống tạm ổn ha. Cái này là gì đây coi coi. À, jacket, quần áo. Được, ngon lành, ngăn nắp, sạch sẽ. Good, ok. Vô cái restroom coi coi bà nhét gì trong này ha. Wow. Ngăn nắp y như ở nhà luôn ha. Shampoo, thuốc súc miệng rồi nước rửa tay đầy đủ hết, ngon lành. Tủ medicine
Q-tip nè, keo xịt tóc nè, rồi băng keo cá nhân nè, rồi cái gì, úi cha, cái này được nè, vitamin, once a day, mỗi ngày 1 viên. Ok, good, ngon lành. Trời ơi, kỷ niệm tràn về. Biết gì không? Toilet paper. Trời đất ơi, hồi đầu năm nha, hồi đầu năm đi kiếm nó không ra luôn á. Mọi người giành nhau mua ha, không có cái shop nào còn một cuồng luôn. Thành ra tới lúc mà Vân Sơn tìm được một cái bành toilet paper, nó mừng gần chết luôn vậy đó. Có lúc không có để mà xài luôn, mua được cái trời nó mừng, nó quý còn hơn là cái gì luôn á. Thành ra nhìn cái này là kỷ niệm nó tràn trề luôn. Năm nay ngộ lắm, chắc có lẽ quý vị cũng giống Quân Sơn đúng không? Có nhiều người có nhiều cái kỷ niệm ngộ lắm, từ nhỏ lớn chưa bao giờ có những kỷ niệm nó ngộ như vậy chứ. Vô coi phòng ngủ không? Romantic chưa đó. Trời ơi, nằm ở đây ngủ ha, nhìn ra hai bên cửa sổ là hai cái view ha, quá đẹp luôn, còn gì nữa. Hay cái này nhỏ nhỏ nha, nhỏ nhỏ nhưng mà có vỏ nha, cái này được ha. Cái này đi với gấu mẹ một chuyến về nha, không chừng là sang năm có gấu con à. Tại vì thay đổi không khí đó. Thay đổi không khí nó lạ quá. Ok, tốt quá luôn, chỗ ăn chỗ ngủ coi như là ổn định đúng không? Bây giờ mình lên đường thôi. Nhưng còn một cái rất quan trọng là sẽ dùng những cái equipment gì để mình thu lại những hình ảnh đẹp này. Để có những hình ảnh đẹp cho cái chuyến đi này đó thì nó phải lệ thuộc vô cái tủ này. Vân Sơn đã chuẩn bị thật là đầy đủ tất cả những cái camera và những cái equipment để thu hình ảnh cho đẹp. Và đó cũng là gì? Đó cũng là cái hobby, đó cũng là cái niềm mà đam mê của Vân Sơn ha. Thành ra Vân Sơn muốn đem cái niềm đam mê của Vân Sơn chuyển tải thành tất cả những cái gì đó mà chúng ta xem cho nó thật là vui, thật là hay, thật là thích. Đây. Có nhiều thứ đã lắm, bây giờ Vân Sơn sẽ mang ra bàn ha. Và đây là tất cả những cái camera và những cái equipment mà Vân Sơn sẽ mang theo cho cái hành trình của mình trong chuyến này nha. Đầu tiên Vân Sơn sẽ giới thiệu đến quý vị cái máy mà đang lấy hình, đang thu hình Vân Sơn và tất cả những cái máy này nè, là Vân Sơn đang xài cái máy ZV-1 của Sony. Đó, cái máy này. Vân Sơn quay cho quý vị thấy không? Và cái hệ thống âm thanh mà Vân Sơn đang đeo đây nè, đó, nó nằm trên kia đó. Vân Sơn sẽ chia sẻ cho quý vị cái đó là cái hiệu gì luôn ha. Ok, rồi, bây giờ vấn đề thứ hai là Vân Sơn sẽ dùng cái máy Sony RX100 Mark VI gắn ở trên một cái gimbal như thế này ha. Để Vân Sơn làm cái gì? Để Vân Sơn quay Biro quay cảnh. Này quay cảnh rất đẹp luôn, quay cảnh đẹp lắm ha. Và êm ái nữa, nhẹ nhàng êm ái luôn nha. Rồi, hai cái máy này là hai cái máy mà Vân Sơn sẽ dùng thường xuyên. Có nghĩa là một cái quay Vân Sơn và cái thứ hai là Vân Sơn quay cảnh ha, quay những cảnh, quay bông hoa, quay cảnh trí, quay tất cả mọi thứ xung quanh mà kêu bằng bureau đó là quay bằng cái máy này. Thành ra cái máy này không cần âm thanh, máy này không cần set âm thanh đó, âm thanh lấy âm thanh real luôn nha. Và thứ ba là Vân Sơn nếu mà chơi những cái cảnh lớn hơn á thì Vân Sơn có một cái Sony A6400 gắn trên một cái lens, cái lens này là 18-105. Cái này là đi quay là vô địch thiên hạ, coi như là vừa nhẹ nhàng vừa dễ dàng, và lens và tất cả mọi thứ nữa nó setup cho quay. Mà cái 6400 và cái ZV-1 á là nó Sony đặc biệt làm cho quay ha, chứ trước đây thì nó không có, nó bị giới hạn bởi những cái thời gian, thí dụ như quay được có 29 phút chẳng hạn vậy.
và những cái giới hạn nữa nó hay bị overheat. Thí dụ vậy ha, đầu tiên thì Phận Sơn xài cái Sony A7S2. Cái này hiện tại Phận Sơn cũng rất là thích và thỉnh thoảng mình sẽ dùng nó khi ban đêm. Đã lắm. Ok. Rồi, kế tiếp thì Phận Sơn sẽ dùng cái máy này. Cái này độc đáo lắm nha. Cái máy này đó nó là cái GoPro 8 ha. Và Phận Sơn, khi nào Phận Sơn dùng cái này? Khi mà thời tiết, thí dụ như là trời tuyết, thí dụ như là trời mưa ha, thì mình đem cái máy này ra ngoài á, thì nó sẽ bị ảnh hưởng về lâu về dài, nó sẽ bị vô nước thế này kia ha. Rất uổng thành ra mình dùng cái GoPro này nè để mình đi quay những cái thời tiết xấu hoặc là xuống nước ha, lặn xuống dưới nước để đi quay biển, quay hồ, quay ao gì đó, xuống nước là mình chơi nó. Rồi. Hay là trong chuyến đi đó, trong lúc mà đi di chuyển đó thì mình quay cảnh hai bên đường rồi dùng nó luôn để gắn lên trên mấy cái screen của xe đó, kịch lên là mình quay cảnh trên đường đi rất đẹp. Năm cái máy đã không, năm cái máy tất cả, quay từ ở trên bờ, quay cảnh trí, quay con người, quay dưới nước, quá đã rồi còn gì nữa đúng không. Hy vọng đợt này sẽ có những hình ảnh rất đẹp. Sau khi mà Michael còn Út Quân Sơn nó nhìn thấy dòng máy Quân Sơn nó cha, dòng máy bà đã quá ha, quay đủ thứ ha chứ sao. Nó nhưng mà ba, con hỏi ba bây giờ nếu mà quay ở trên trời ba lấy gì ba quay? Nó nói thì gì đủ rồi, quay trên trời chứ nữa. Nói không, ba mới quay trên trời xuống nước mới đẹp. Biết sao không? Subscribe vô cùng luôn. Quà sinh nhật của Michael còn Út Quân Sơn nó tặng đó. Ba lấy cái này quay nè, quay trên trời xuống nó mới đẹp. Mavic Air 2 New Technology mới release khoảng chừng 3-4 tháng này, nó có nhiều cái function rất là hay, rất là mới luôn, nhẹ nhàng mà mới, dễ xài luôn. Trời ơi, đã chưa? Hết hồn chưa? Đó, thành ra được này sẽ có hình ảnh ở trên trời. Đó. Charlie thằng lớn nó thấy thằng em nó tặng cái Mavic Air 2 ha. Nó nói máy móc ba đủ hết trơn rồi. Ba đâu cần gì nữa phải không? Nói đúng rồi, ba đâu cần gì nữa. Nói nhưng mà ba cần thứ. Hỏi gì con? Nếu ba cần cái vàng edit cho nó ngon. Nói thì ba vàng edit ta xài cũng được rồi. Nói không, cái này mới ra ngon hơn. Biết gì không? Nó tặng một cái Dell 17 inch, cái SXP, cái SPX gì đó, 8 core, i9, thế hệ thứ 10, 64GB, cái graphic card 6GB. Nó nói cái này nè mà phải dùng edit là nó nhanh gấp đôi luôn. Mà cái này nó mới ra luôn, đeo mới vừa ra luôn, hiện tại muốn order nó phải một tháng nó mới về. Anh đã order rồi nhưng mà trên đường về, vài bữa nó về vẫn sẽ chia sẻ cái đó cho quý vị xem ha. Quên nữa, nhiều bạn hỏi Vân Sơn là những cái dụng cụ mà Vân Sơn xài là cái gì và mua ở đâu. Thì sẵn đây Vân Sơn san sẻ luôn nha. Tất cả những cái dụng cụ này Vân Sơn xài. Và tất cả những cái dụng cụ này Vân Sơn sẽ chia sẻ cái đường link below nha. Đường link ở để ở dưới đó, để dưới video này nè. Có những cái đường link thì Vân Sơn để cái máy này mua ở đâu, giá bao nhiêu tiền. Vân Sơn để dưới luôn. Nếu quý vị nào muốn bấm vô cái link đó mua. Mua cửa hàng nào, mua ở đâu và giá bao nhiêu tiền luôn ha. Rồi, và bây giờ chuyến đi khám phá nước Mỹ của Vân Sơn phải bắt đầu thôi. Nước Mỹ đẹp lắm, lớn lắm, những cảnh hoang sơ hùng vĩ và nhiều điều ngạc nhiên bất ngờ. Còn chờ cái gì nữa ha? Còn chờ cái gì nữa? Subscribe, follow Vân Sơn để chúng ta cùng nhau khám phá nước Mỹ. I love you. Let's go. Yes.